xuân không anh. Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Cặp loa mà mình sẽ giới thiệu trong video này. Vâng, cặp loa Sân Xui có mã model là SP4000, cặp loa vừa mới về tại cửa hàng của em trong ngày hôm nay. Vâng, cặp loa rất là hay và âm thanh rất là có thể nói là cực kỳ là tuyệt vời. Cặp loa này được sản xuất và ra đời vào năm 1975. Cái điều đặc biệt ở cặp loa này là cái hệ thống âm thanh driver được trang bị trên cặp loa này rất là nổi bật với cặp loa còi. Cặp loa họng còi nhá, super chép vào đây. Nghe cái tiếng mà khi mà nó reo những cái giải cao, nó ra rất là tơi, nó ra rất là hạt. Nếu với những cái dòng loa chép giấy hay là đom thông thường thì khi những cái nốt nhạc mà reo cái nốt nhạc đó thì nó sẽ bị nhòe và nó sẽ đều, chứ nó không, nó ré lên chứ nó không có nổi hạt, gọi là nốt nhạc hoặc là giọt. Đấy. Nốt nhạc luôn, đó, nghe nó rất là hay. Và cái loa mid ở đây là dòng loa mid cao cấp của hãng Sân Xui, có đường kính là 16,5 cm và sử dụng giải trầm là giải trầm cho cái bát là bát 25, gân ngược màng tím, gân vải tẩm dầu. Mặc dù là ra đời năm 75 nhưng mà cặp loa còn rất là đẹp về driver, toàn bộ driver là zin nguyên bản chưa đụng chạm cũng như là chưa mở ốc của cặp loa này. Ngoài ra có thêm hai xeo chỉnh dành cho loa mid và loa chép các bác nhé. Có thông hơi cộng hưởng thùng ở phía trước, toàn bộ thân thùng là gỗ lạng. Đây là căng của cặp loa này. Trên đây căng sẽ có một cái tấm nẹp nhôm ghi Modern Sân Xui, vải màu hơi xanh, zin theo của hãng các bác nhá. Từ năm 75 nhưng mà đôi loa này sẽ được bảo tồn zin nguyên bản cho các bác. Cặp loa này thì có độ nhạy là 92 dB, trở kháng 8 ohm, công suất là 50W. Tuy là 50W thôi nhưng mà loa Nhật nó đánh rất là tốt, đánh rất là to. Bát là bát 25, giải trầm tốt. Con này thì như các bác để ý là của em còn nguyên cái này từ bên kia, từ khi mà được sản xuất ra đời đến bây giờ là cái này là gân vải tẩm dầu, là cái dầu nó sẽ chảy theo thời gian nó chảy xuống đây. Cái này thì mình vẫn giữ nguyên. Nếu mà các bác không thích thì các bác có thể lấy cái dao các bác rạch nó ra, bóc cái lớp keo này ra, nhưng mà mình vẫn để zin cho theo của nó nhá. Không thích thì chúng ta có thể cắt cái này đi, nhưng mà chúng ta để zin này. Có sao thì em để vậy. Bên này cũng vậy. Màng này giống nhìn như kiểu là của JBL ấy.
tiếng rất là hay. Quý mỗi cái còi này, còi này đánh rất là tốt. Toàn bộ thùng gỗ lạng. Cặp loa này rất là đẹp, tuyệt vời các bác nhá. Đúng trái phải left right. Đây là cái thông số mà hãng đưa ra. Bass 25,5, chép 16,5 và họng còi là 6,4 cm. Ghim dây bằng dạng gà như thế này rất là tiện lợi. Vâng, mình đã giới thiệu cho các bác anh em tham khảo về cặp loa ra đời năm 75 Sunsui SP 4000. Cặp loa có cái cấu hình driver rất là tốt trang bị trên cặp loa này và có mức giá bình dân là 6.500.000 đồng. Các bác nào anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em mình. Và mình xin đưa ra cái kích thước cặp loa này cũng khá là to cao ạ. Cặp loa này có kích thước như sau: chiều cao là 65 cm, chiều sâu là 30 và chiều rộng là 37 cm các bác nhá. Vâng, em mình xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn các bác anh em đã dành thời gian theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt các bác anh em trong những video tiếp theo.